Lấy chồng ứng, quý tử nhà Nguyệt Ánh cực yêu chưa bằng một hoa hậu sinh hai con gái đẹp như công chúa. Hạnh phúc bên ông xã Ấn Độ, Nguyệt Ánh và nhiều mỹ nhân Việt càng thêm viên mãn khi sinh được những đứa con ngoan ngoãn khôi ngô. Sau khi lập gia đình với huấn luyện viên yoga người Ấn Độ Eswarao, Nguyệt Ánh hạ sinh con trai đầu lòng vào khoảng đầu tháng 8 năm ngoái. Quý tử lai nhà người đẹp phim Cổng Mặt Trời có tên thân mật là Nanda, hiện đã gần 9 tháng tuổi. Vốn là người kín tiếng, Nguyệt Ánh ít khi chia sẻ thông tin về hành trình mang thai và sinh con. Sau khi làm mẹ, cô cũng chỉ đăng ảnh chụp từ phía sau bé Nanda. Khi con dần cứng cáp, Nguyệt Ánh mới tỏ ra cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của bé. Nữ diễn viên bất ngờ khoe ảnh chính diện của hoàng tử bé nhà mình. Ở nhà thì loay hoay với chàng hết thời gian ngủ nghỉ, đi làm xa thì nhớ chàng trằn trọc thao thức, mẹ bị biết làm sao, cô viết. Vừa xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ, Nanda đã lập tức gây sốt với người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên fan của Nguyệt Ánh được chiêm ngưỡng vẻ ngoài đáng yêu của cậu quý tử chưa đầy tuổi. Ngoài những nét lai Ấn Độ của cha, anh bạn nhỏ Nanda được thừa hưởng mái tóc dày đen nhánh, làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn long lanh từ mẹ. Trước đó, trong một clip hiếm hoi Nguyệt Ánh khoe ảnh của con, khán giả cũng từng suýt xoa trước khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của bé. Con ở trong suy nghĩ của mẹ, trong lời cầu nguyện của mẹ và trong trái tim mẹ, dù thường xuyên dành cho Nanda những lời yêu thương ngọt ngào, nhưng hầu như mỹ nhân sinh năm 1984 rất hạn chế việc chia sẻ hình ảnh về cậu con trai đầu lòng. Khán giả chỉ được chiêm ngưỡng cậu bé từ những góc chụp xa hoặc từ phía sau, song ai cũng phải suýt xoa trước mái tóc đen nhánh mà Nanda được thừa hưởng từ mẹ Nguyệt Ánh. Hoạt động trong lĩnh vực khác nhau nhưng Hoa hậu Diệu Hoa cũng có chung mối duyên làm dâu Ấn Độ với Nguyệt Ánh. Sau khi kết hôn, Hoa hậu Việt Nam năm 1990 được ông xã hết lòng yêu chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Diệu Hoa là một trong những nàng hậu được đánh giá cao về nhan sắc và học thức. Hai năm sau đó, Diệu Hoa có dịp hội ngộ và bén duyên với danh nhân người Ấn Độ. Theo ông xã của Hoa hậu, anh ấn tượng với lối nói chuyện của chị ngay trong lần đầu tiên thấy chị trên truyền hình, nên đã nhờ bạn bè giới thiệu để có cơ hội làm quen. Sau một năm tìm hiểu, Diệu Hoa và anh đã chính thức nên duyên vợ chồng. Ở thời điểm những năm 1990, việc kết hôn với người nước ngoài vẫn còn mang nặng định kiến. Vì thế, Hoa hậu Việt Nam 1990 và ông xã từng phải chịu không ít điều tiếng về cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên, vượt qua những lời xì xào, vợ chồng Diệu Hoa vẫn sống hạnh phúc bên nhau, chứng minh cho mọi người thấy tình yêu đẹp và bền chặt. Sau 25 năm chung sống, cặp đôi sinh được hai con gái, một con trai. Cả ba người con đều được thừa hưởng những nét lai xinh đẹp từ bố mẹ. Hai công chúa Diệu My và Diệu Ly du học ở Mỹ, còn cậu út Hoàng Phi học trường quốc tế Anh ở Việt Nam. Diệu My năm nay 22 tuổi, từng theo học ngành quản lý marketing ở Đại học Wharton. Diệu Ly năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên trường New York University, chuyên ngành marketing và truyền thông. Cả hai người con gái của Hoa hậu Diệu Hoa đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ và chiều cao ấn tượng. Nhiều người cho rằng Diệu My và Diệu Ly hẳn sẽ giành thứ hạng cao nếu đi thi Hoa hậu. Diệu Hoa rất tự hào về hai cô công chúa xinh đẹp, giỏi giang của mình. Sau khi lấy chồng, Diệu Hoa rời xa làng giải trí, an phận làm vợ và làm mẹ. Người đẹp giúp ông xã quản lý công ty riêng, quán xuyến việc nhà, nuôi dạy các con.